lại á. Vậy kìa, chị làm cái gì vậy hả? Anh cô, tôi đang coi cô... tôi sẽ đánh cho nó chết mới được. Anh chạy đi, tôi giữ vậy nó lại rồi. Anh chạy đi. Mày đứng lại đó cho tao. Mày đứng lại đó. Chị làm cái gì vậy hả? Kệ tao, mày đừng có thi với chuyện của tao. Vậy là đàn bà con gái, sao chị hung dữ quá vậy? Tao đánh mày luôn bây giờ đó. Chị mà bạo lực gia đình là tôi báo công an đó. Bạo lực cái gì mà bạo lực hả? Sống chung gần 10 năm nay, lần đầu tiên tao mới đánh được ổng đó. Là sao? Bữa nay á, tao bỏ thuốc sổ cho ông uống. Ông đi vệ sinh nhiều lần, yếu sức á, cho nên là tao mới dí được ổng. Tao rượt từ trong nhà chạy ra tới đây. Thiệt là tao khổ quá mà. Anh ta làm cái gì chị? Lấy chồng á, giống như là đánh canh bạc vậy đó. Thua là mất hết. Thì chẳng lẽ anh ta mới là người bạo lực gia đình, anh ta mới là đánh chị hả? Chứ còn cái gì nữa. Vui á thì vợ chồng, không vui á thì anh ta đuổi đánh tôi. Có bữa á tôi mới đắp ngoài bụi 2 ngày liền. Anh coi như vậy có quá đáng không? Giờ á hắn ta còn đòi cưới thêm vợ bé nữa kìa. Trời đất. Bữa nay tôi nấu một bữa ăn ngon, bỏ thuốc sổ để trả thù ổng. Ờ, vậy là tôi hiểu lầm chị rồi. Tôi xin lỗi chị nha. Chị có sao không? Sao chăng cái gì nữa? Anh thấy mình mãi tôi thương tích không không? Bây giờ hả? Anh để ông ta đi rồi á, ông mà hết thuốc á, thế nào hả cũng đuổi đánh tôi nữa cho mà xem. Sao vợ chồng thời nay biến chất quá vậy? Nếu như mà lúc đầu không thương không yêu thì chị cưới anh ta làm cái gì? Ổng là do nợ nần cờ bạc cho nên mới như vậy thôi. Chứ hồi trước á, cuộc sống đủ đầy, ổng có bao giờ nặng lời với tôi đâu. Thôi bây giờ nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về rồi tôi sẽ bảo vệ chị. Bảo vệ cái gì mà bảo vệ? Anh bảo vệ tôi rồi anh đi rồi hả? Thế nào hả? Ông ta cũng đánh tôi nữa à? Chị yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Tôi sẽ không để anh ta đánh chị đâu. Anh chắc chứ? Chắc. Đi. Nhà cô ở đây hả? Ừ. Cô yên tâm đi, không sao đâu. Tao hết thuốc sổ rồi, bây giờ tao tính sổ với mày. Mày là thằng chó nào hả? Mày làm cái gì vậy hả? Vợ con mày đánh đập như vậy đó hả? Thằng chó, mày bước ra khỏi nhà tao. Vợ tao thì tao dạy. Mày mắc gì hả? Muốn gì? Ly hôn đi, trường ai nấy đi đi. Cũng mơ. Anh thấy chưa? Anh nói là anh bảo vệ tôi. Bây giờ hắn rõ ràng hắn vợ hắn hành hạ đánh đập tôi đó chưa? Cô yên tâm, nó không dám làm gì cô nữa đâu. Mày đi thử đi rồi vợ tao đập tiếp. Thử đi, thử một lần đụng vô vợ mày, đánh đập vợ con một lần nữa đi. Chỉ cần một nốt nhạc thôi thì mày sẽ được nằm dưới cái nền gạch nhà mày gì đó, mày nghe chưa? Đi, tôi đưa cô đi. Thảo, mày đâu? Vô nấu cơm cho tao lại lên. Má mất vợ từ đây. Đây là con chó. Buông tao ra coi, tao báo công an bây giờ. Mày báo đi, mày báo công an đi. Tao mất hết rồi, tao liều mạng với mày. Mày báo đi. Cuộc đời của mày chán mình đi rồi hả? Sao tối ngày mày cứ kiếm chuyện với tao hoài vậy hả? Làm ơn, mày tha cho tao đi. Tao tha cho mày cũng được, nhưng mà mày điện cho thằng kia lại đây. Nhanh lên. Người ta có liên quan gì đâu, sao tối ngày mày cứ kiếm chuyện với người ta hoài vậy? Không liên quan nhưng mà tao ghim nó. Điện nó nhanh lên. Một là mày, hai là nó. Mày cầm đi. Nhanh cái tay lên. Alo, anh đang ở đâu vậy? Thảo ơi, Thảo, cô đâu rồi Thảo? Thảo, Thảo ơi trời, Thảo, mày ăn mày, trời. Mày nha mày. Chó, mày bị đâm rồi. Mà mày còn sức đánh tao. Mày giỏi lắm. Tao nói rồi, mày không phải là đối thủ của tao. Anh có sao vậy? Má, anh có sao vậy? Cô chạy đi,
Cô đừng ở đây, cô đừng để nó bắt lại. Tại sao vậy hả? Thằng chó, mày chết đi. Tao đã làm gì sao mà mày đối xử với tao như vậy hả? Mày lấy tao là mày đã sai rồi. Tao yêu mày, sống chung với mày mà mày đối xử với tao như vậy đó hả? Mày yêu tao, mày lấy tao, nhưng mà mày nhớ người yêu cũ. Tao sẽ cho mày một cuộc đời dằn vặt. Cái tao không có nhớ một ai hết. Thằng chó, thằng chó, mày chết đi. Mày cha, mày chết đi. Anh có sao không vậy? Anh sao? Em xin lỗi anh, em tới trễ quá. Em muốn thằng nói gì mà anh? Nhanh. Mà anh, chó này. Dẫn lên phường đi. Nhưng mà còn anh thì sao? Không có sao đâu, đi đi. Anh cứ giải quyết hắn ta đi, để tôi đưa anh An lên bệnh viện. Đi mày. Cô không sao không vậy? Không, tôi không sao. Anh đứng dậy được không? Được. Anh ổn không? Ổn mấy chị, mấy cái này ăn nhầm với tôi. Tôi xin lỗi nha, vì tôi mà anh mới bị thương như vậy. Không có gì đâu chị, tại vì tôi cũng không muốn thấy cái cảnh mà bạo lực gia đình, chồng đánh vợ, rồi phụ nữ tay yếu chân mềm bị ăn hiếp, nên là tôi giúp được gì tôi giúp thôi. Anh ăn cháo không? Cũng được, cảm ơn chị. Tiền của tôi đâu không? Tiền gì? Chị mất tiền hả? Đúng rồi. Tiền của tôi nhét dưới đây nè. Mà sao bây giờ không thấy đâu hết trơn á. Trong túi cũng không có nữa. Rồi đêm qua lúc mà chị ngủ á, ở kế bên chị có ai không? Hay là lúc nào chị đi đâu chị có bỏ quên ở đâu không? Chị nhớ kỹ lại coi. Hồi 6 giờ tôi có đi vệ sinh. Ủa? Nhưng mà ủa? Hôm qua tổng cộng là 6 người à, còn cái anh một nằm kế tôi nữa nè. Mà sao giờ ổng đi đâu mất tiêu rồi? Anh ta trông như thế nào? Ổng mặc áo khoác jean, rồi tay xăm chỗ, có râu nữa. Anh thấy anh ta hả? Cái bốt của chị màu xanh đúng không? Đúng rồi, sao anh biết vậy? Vậy đúng là hắn rồi. Anh ta lấy hả? Tôi phải đi kiếm anh. Khoan đã. Hồi nãy hắn ta có đi ra, có va phải tôi, rồi làm rơi cái bốt. Vậy là đúng là hắn rồi. Hắn lấy cái bốt của chị chứ không ai hết á. Tôi phải đi kiếm anh ta. Sao vậy? Nè, chị có sao không vậy? Hả? Đi đâu á? Mà bây giờ sắp 9 giờ tôi đi khám mà. Mà không có tiền người ta không cho tôi khám. Bây giờ chị cứ đi vô trong đó, chị khám đi, rồi tiền viện phí bao nhiêu tôi sẽ trả cho chị. Sao tôi dám nhận của anh được anh ơi? Không sao đâu chị, sức khỏe của chị quan trọng hơn. Bây giờ chị vô trong đó, chị nói là Đại An, giám đốc của công ty Quan Gia sẽ chi trả viện phí cho chị. Chị nhớ nha. Nha, bây giờ tôi sẽ đi kiếm cái bóp cho chị. Anh nhớ giúp tôi nha anh ơi. Rồi, đi, để tôi đưa chị vô trong.